Kho chính siêu mẫu nhí của lớp 31 với các mẫu thiết kế do bố, các cô, các mẹ tự tay thiết kế ạ. Quý vị sẽ được đến với một màn biểu diễn vô cùng tươi đẹp hơn nữa, đó là phần biểu diễn của bạn con trai đội kèn tí hơn. Chào mừng.
bài thơ để tặng các bác, các cô và bố mẹ chúng mình nhá. Chúng mình sẽ đọc bài thơ gì nhỉ? Bài thơ nhiều mẹ nhá. Năm bao nhiêu một ơi? Bắt đầu nhá. Yêu mẹ, mẹ khi nào từ sáng sớm hay vội lớn vui em về nhà được mẹ yêu, ơi mẹ ơi bao yêu mẹ quá giỏi luôn. Kính thưa các quý vị phụ huynh, các bạn lớp 31 không chỉ hát hay, múa giỏi mà các bạn còn có khả năng diễn kịch nữa. Nhưng mà trước khi đến màn kịch thì chúng ta Ha!
bên cạnh một mảnh vườn xinh đẹp. Mùa thu trong ngôi nhà còn có cả một bạn mèo con, một bạn cún con và cả một bạn chuột nhắt nữa. Mùa thu đến, ông lão mang về một cây đại nhỏ trồng ở mảnh vườn ở trước nhà. Bye.
biểu diễn vô cùng sôi động. Đó chính là một điệu nhảy có tên là dân vũ rửa tay. Chúc mừng các bạn đã có một tiết mục tuyệt vời, thành công. Bạn nào cũng
biểu diễn rất hay. Lớp Bambi 1 là bạn nào cũng là đúng giải nhất chương trình Got Talent. Thay mặt em cũng lo các cháu và em cũng xin được rất là vinh dự thay mặt ban phụ huynh. Nếu hôm nay là các trưởng ban phụ huynh thì đang đi công tác, các phó ban thì hôm nay cũng bận, thì mẹ năm nay chỉ là thành viên trong ban phụ huynh, và rất hân hạnh được đại diện là các bố mẹ, chắc là các bố mẹ, các ông bà, các bố mẹ có rất là nhiều lời muốn gửi đến các cô giáo, đến ban giám hiệu và các cô giáo lời cảm ơn, thể hiện cái lòng biết ơn và sự cảm ơn và sự trân trọng, tình cảm, sự quan tâm và sự chăm sóc của các cô giáo lớp mình rất là chu đáo đối với các con trong năm học vừa rồi. Đối với mẹ Khánh An thì năm nay đã là năm thứ tư đi cùng với trường mình, cùng các cô giáo, cho nên là cũng có rất nhiều kỷ niệm với trường, với các cô. Và mẹ năm nay luôn, mẹ của mẹ Khánh An luôn luôn có ấn tượng mạnh nhất và sâu sắc nhất với các cô giáo năm đầu tiên của các con. Sắp tới các con sắp phải chia tay các cô rồi, chắc là bố mẹ sẽ là người mà lưu luyến nhất. Các con thì không biết là đã hiểu được cái cảm giác là chia tay các cô chưa. Còn các đối với các cô chắc là các cô cũng rất là lưu luyến và rất là nhớ các con. Thế thì đây là buổi mà thể hiện cái tình cảm của ban phụ huynh dành cho các cô. Xin cảm ơn các cô rất là nhiều ạ. Bây giờ xin mời quý vị phụ huynh cùng các con